Bắt đầu. Dạ, Phật con kính chào thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay thấy nghe được tỏ trì nguyện rõ Như Lai nghĩa diệu màu. Mẹ dù về tại trên trên rơi xuyên chứ mẹ chẳng bê hoàng bộ trăm bê dân đủ mà lưu trăm xe sang quay đa ngang trên chế bê chung nghen dòng khá ba lô dòng trăm bê sắp là sơ hoa đẹp mẹ mẹ dù về tại trên trên rơi xuyên chứ mẹ chẳng bê hoàng bộ trăm bê dân đi vùng mà lưu chậm xe sang quê đa gần trên chế bên chục ngàn dòng khá pa lô dòng ra bên sắp là sơ hoa đẹp mịt mê sơ quê để chen chen rơi xịt tri mê chen về hoàng bộ chậm về dân đi vùng mà lưu chậm xe sang quê đa gần trên chế bên chục ngàn dòng khá pa lô dòng trở về sau là sự hòa đẹp mình mê để chân chân rơi sẽ trí mê chân bề hoàng bộ trăm bề liang đi bông ba lưu trong xe sang quay đa gần trên chế bề trước nghìn sông khá phá lô dòng trở về sau là sự hòa đẹp mình mê sự quay để chân chân rơi sẽ chỉ mê chân bê quang bơ chân bê yang đưa bông mà lưu chân xe sang quay đa gần chân chê bê chân nghen song khá pa lo dòng ra bê sâu là sơ hoa đẹp mịt mê sơ quê tê chân chân rê xịt chỉ mê chân bê quang bơ chân bê yang đưa bông mà lưu chân xe sang quay đa gần trên kia bên từng nghe dài phong xa pha nhưng lô dòng trở về cái này bắt tiếng sâu nè qua đẹp mình về trở về để nghe trên trên về xịt mà chỉ mê chân về quảng bộ trăm đúng bề dòng từ vùng mà rồi, lưu người tắt trên trong này, xe sang nó quê đa tắt tiếng của gần mình là tắt trên trên này, kia ở bên dưới này từng nghe đâu có tắt phong đâu. xa pha lô dòng trở về trong là sự hòa đẹp. Chúng ta hãy suy nghĩ như thế này. Thật là may mắn tôi đã được sinh ra với thân người có đầy đủ các căn, có khả năng học tập, nhận biết, suy nghĩ và thực hành theo những gì Đức Thế Tôn giảng dạy. Thật là may mắn tôi sinh ra trong lúc giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Thật là may mắn còn có những vị hành giả hiện hữu đang thực hành theo những lời dạy của Thế Tôn trong thời nay. Thật là may mắn tôi được sinh ra trong dòng pháp của Đại Thừa.
Thật là may mắn, tôi gặp được Pháp Lâm Rim. Vì vậy, để tận dụng tất cả những sự may mắn này trong cuộc đời, tôi xin được phát tâm một cách mạnh mẽ để Rồi hộ một bảo người vệ tới Phật. học em tới Không, không sao thời không nghe gian lớn mà sao lại sao nghe nhỏ mày. để chúng tôi có thể đưa tất cả chúng sanh ra khỏi khổ đau của sinh tử luân hồi. Với dụng tâm này, tôi học Phật, tôi nghe Pháp, tôi hành trì tất cả các việc thiện. Dạ vâng, chúng ta trong tuần rồi đã nghe về nghiệp bất thiện, 10 nghiệp bất thiện. Và hôm nay thì chúng ta nghe thêm về các nghiệp, cái hoạt động của nghiệp, nó hoạt động với những cái yếu tố nào để đưa đến cái hậu quả là được xem như là nặng hay nhẹ, vân vân. Bởi vì mặc dầu có những cái nghiệp mà chúng ta nhìn nó rất là giống nhau, nhưng mà cuối cùng khi mà nó trổ quả ra thì chúng ta rất là ngạc nhiên, bởi vì có sự khác biệt rất lớn ở trong đó giữa những người tạo những cái nghiệp này, những cái nghiệp giống nhau này. Thì chúng ta phải biết nó từ đâu, sự khác biệt đó từ đâu mà đưa đưa đến. Thì theo giới kinh đó, theo giới kinh thì trong 10 cái nghiệp bất thiện đó, người 10 cái bất thiện nghiệp đó, thì bảy nghiệp đầu được sắp xếp từ nặng cho tới nhẹ, tức là nặng nhất đó là giết hại chúng sanh, và nhẹ nhất tức là nói những cái điều vô nghĩa, những cái điều hoa mỹ, những điều phù phiếm. Bởi vì tại sao phía trên là nặng mà bên dưới là nhẹ? Bởi vì chúng ta phải biết khi mà chúng ta làm một cái điều gì mà đem lại cái sự khổ đau cho chúng sanh càng lớn thì nghiệp càng nặng. Giống như chúng ta, mỗi người chúng ta ở đây, cái điều gì chúng ta trân quý nhất đó là thọ mạng của mình. Cho nên ai giết thọ mạng thì đó là cái nghiệp lớn nhất. Và kế đến cái thọ mạng đó là sở hữu của chúng ta, sở hữu. Nên ai xâm phạm tới sở hữu của mình thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Đó. Vì lý do đó cho nên Đức Phật mới sắp xếp cái những cái giới theo thứ tự từ nặng đến nhẹ trong cái phần của thân và ngữ. Trong khi ba nghiệp cuối, nghiệp của ý thì lại được sắp xếp từ nghiệp nhẹ cho đến nghiệp nặng, nghiệp nhẹ cho đến nghiệp nặng. Bởi vì cái khó nhất để mà điều trị nó nằm ở cái chỗ nặng nhất, và cái dễ nhất để điều trị thì nó nằm nằm trước.
Thì do đó chúng ta thấy là do từng cái bản chất của mỗi một cái nghiệp giới như vậy mà nó quyết định là cái nghiệp đó là thuộc về nặng hay là nhẹ. Nặng hay nhẹ. Rồi kế tiếp nữa đó, điều thứ hai để mà quyết định là cái nghiệp đó nặng hay nhẹ đó là do cái dụng tâm của chúng ta. À, cái dụng tâm của mình. À, nếu mà chúng ta có một cái dụng tâm ác, rồi chúng ta làm một cái việc ác, thì lúc bây giờ cái nghiệp nó sẽ nặng thêm lên. Giả sử như bây giờ mình nói việc mà lấy trộm đi, mình lấy trộm đồ của người ta, mình thấy người đó đi ngang qua cái nhà của người ta, mình thấy cái cây táo nó đang sai trái, rồi mình thò tay mình hái để mình ăn. À, thì cái nghiệp đó cũng là nghiệp trộm cắp, nhưng mà nó không nặng bằng mình ghét cái người đó, mình thấy cái người cái nhà đó mình thấy ghét rồi, nên đi ngang là mình hái hái trái táo của họ cho bỏ ghét. À, thì trên cái việc mà hái trộm đó, nó lại chồng thêm cái tâm ghét bỏ, tâm sân nữa, cho nên nó trở nên là nặng, thế nên nặng. Thì khi mà chúng ta cái ý niệm của mình, cái chủ tâm của mình nó cũng quyết định cái độ nặng nhẹ của nghiệp. Và cái yếu tố thứ ba ở đây đó, tức là cái cách mình thực hiện, cái cách mình thực hiện nó cũng đưa đến cái vấn đề nặng nhẹ ở trong cái nghiệp của mình. Giả sử như là cái người đồ tể người ta vì cái sinh mạng, vì cái đời sống mà người ta giết những cái con thú, thì dĩ nhiên là nó là nặng rồi đó. Nó là cái nặng rồi. À, nhưng mà nếu mà mình giết những con thú đó vì để vui chơi rồi mình hành hạ con thú đó, mình dùng không phải là chỉ cắt cổ cho nó chết, mà giả sử như là ngày xưa nó có những cái phương pháp như lăng trì chẳng hạn, cắt từng lát thịt khi con thú nó còn sống cho đến khi nó chết đi, thì chắc chắn cái điều thứ hai đó nó sẽ nặng hơn là cái điều thứ nhất. Bởi vì cái tâm của mình lúc đó nó tùy hỷ với cái pháp đó một cách rất là mạnh mẽ. Pháp đó rất mạnh mẽ cho nên trở thành nặng. Trong khi cái người mà họ làm cái nghề đồ tể, đôi khi họ không muốn, họ không thích, hay là cái hoàn cảnh họ như vậy thôi, mà họ bắt buộc họ phải làm. Có thể là họ làm một cái cách gượng gạo, họ làm một cái cách với cái tâm mà nó không có hoan hỷ. Cho nên cái nghiệp nó cũng nặng, nhưng mà nó không nặng bằng khi mà chúng ta tùy hỷ với chính cái nghiệp sát đó của mình. Rồi thậm chí là có những người ta dùng những cái cách rất ư là tàn bạo để mà người ta tạo ác nghiệp, thì những cái đó nó làm cho cái nghiệp nó càng trầm trọng hơn lên nữa. Rồi đối tượng, cái đối tượng mà khi chúng ta tác nghiệp cũng là một cái đóng phần quan trọng trong đó. Giả sử như bây giờ mình phỉ báng một người thì nó cũng là ác nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta phỉ báng một vị A-la-hán thì cái nghiệp đó sẽ nặng hơn. Và chẳng hạn như mình phỉ báng một vị Bồ-Tát thì cái đó nó càng nặng hơn nữa. Chẳng hạn. Thì đó là nói về đối tượng. Do đối tượng mà nó làm quyết định nghiệp đó nặng hơn hay là nhẹ hơn. Và thứ năm là chúng ta có lặp lại hay không. Nếu mình thường xuyên lặp lại cái nghiệp đó thì cái nghiệp đó càng ngày càng trở nên nên nặng. Giả sử như mình có thói quen lên xe mà không có mua vé đi. Có thói quen lên xe không mua vé. Thì càng mình càng thực hiện nhiều lần thì nó càng nặng dần.
lần thứ nhất thì có thể nặng nhưng mà không nặng bằng lần thứ hai, mà lần thứ hai thì không nặng bằng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, bởi vì nó có cái tính chất chất chồng ở trong đó. À, chất chồng ở trong đó. Vì vì sao như vậy? Vì lần đầu nó chỉ là một cái ác nghiệp thôi, nhưng mà lần thứ hai thì nó cộng thêm một cái vấn đề là vô tàm vô quý trong đó nữa, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, vân vân. Thì do cái vô tàm vô quý đó nó chồng chất lên, à, và nó trở thành một cái, à, một cái, à, thường xuyên của mình, nó gọi là cái thói quen. Mà khi nó thành thói quen á, thì bắt đầu nó trở thành một cái chủng tử ở trong tâm thức của mình. Và khi nó chủng tử đó thì nó sẽ sanh ra trong đời sau, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sau rất là nặng nề. Và từ đó nó sẽ đưa đến cái yếu tố thứ sáu mà chúng ta cần biết để quyết định cái vấn đề nặng nhẹ, đó là chúng ta không còn cái cách gì để mà cứu chữa được hết trơn nữa. Bởi vì nó đã quá như vậy rồi, nó thành một cái nghiệp, một cái thành một cái định nghiệp, một cái nghiệp mà cố định như vậy rồi, thì không có cái gì để mà nặng hơn được nữa, nó đã quá nặng rồi. À, thì sáu cái yếu tố này nó quyết định, à, cái vấn đề mà nặng nhẹ trong, à, trong cái nghiệp của chúng ta. À, thì chúng ta thấy thật sự á, khi nói đến nghiệp, à, đầu tiên á, là phải nói đến tâm thức. Như hôm trước quý vị đã nghe, à, tâm thức của mình, à, là cái nơi mà nó mang cái nghiệp, à, cái nơi mà nó tồn trữ và nó mang cái nghiệp từ đời này mà đến đời sau. À, từ đời này đến đời sau, cái hạt giống nghiệp đó nó được tồn đọng ở trong tâm thức, nên phải nói là nghiệp là một cái pháp của tâm. Điều này chúng ta cần phải phải nắm thật là rõ. Nếu mà mình không nắm không rõ đó thì mình sẽ lầm lẫn với hành động của con người. Mình cứ nghĩ người ta làm thế này là người ta đang tạo nghiệp, ta làm cái kia người ta đang tạo nghiệp. Dĩ nhiên cái hành động bên ngoài đó nó vẫn là một cái việc gọi là tạo nghiệp, nhưng mà nó được dẫn dắt bởi tâm thức, nó được dẫn dắt bởi tâm thức chứ không phải nó làm một cách vô ý thức. Nếu mà một người làm một cách vô ý thức, giống như chúng ta lên xe bus rồi đông người quá, mình tình cờ mình đạp chân một người họ đứng kế bên mình đi, thì cái đó không thể gọi là một cái ác nghiệp. À, nó là vô ký thôi, nó là một cái việc tình cờ vô ký. Nhưng mà nếu mình cố ý, mình thấy người ta đứng chặt quá, mình với cái tâm niệm rằng là ồ, đạp họ một cái để cho họ lùi ra sao cho mình có chỗ mà rộng chút cho mình đứng cho nó mát, thì lúc bây giờ cái đó trở thành nghiệp, vì trong tâm của mình nó có khởi lên một cái niệm bất thiện, cái niệm tư lợi, cái niệm bất thiện trong đó. Mà khi cái niệm bất thiện, cái niệm tư lợi đó nó xuất hiện thì bắt đầu nghiệp xuất hiện, nghiệp xuất hiện. Và cái nghiệp này nó được tồn trữ ở trong tâm thức của mình cho đến khi mình sám hối. À, cho đến khi mình biết sám hối, thì hoặc giả là do cái tâm sám hối của mình tùy theo nó mạnh, nó mạnh đến mức độ nào mà cái nghiệp đó có thể là thuyên giảm hoặc mất đi, hoặc là nó vẫn tiếp tục như vậy. Bởi vì cái sám hối của mình rốt cuộc cũng là hình thức thôi. Thì mình dùng hình thức mình sám hối, mà trong khi nghiệp là một cái của tâm, mình lại trăm ngàn lại, 200 ngàn lại, 300 ngàn lại, nhưng mà trong tâm mình nó không có một cái ý niệm sám hối nào, nó không có một cái ý niệm gột rửa nào, không có sanh ra tàm, không sanh ra quý ở trong đó, thì tất cả những cái này nó không tẩy sạch được cái nghiệp đó, rồi cuối cùng thì nó không có giúp chúng ta trong quá trình sám hối được. Cho nên, à, cho nên chúng ta phải hiểu cái vấn đề của nghiệp nó nằm ở đâu, để khi mà mình nói là tôi muốn sám hối cái nghiệp thì mình cũng phải biết là mình thực hành như thế nào. À, tức là phải do tâm, dùng tâm mà sám hối, chứ không có thể dùng thân mà sám hối. Dùng thân sám hối hay ngữ sám hối thì nó không có tác động được vào trong cái nghiệp của mình. Đương nhiên như là vì chúng ta qua thân và qua ngữ, à, chúng ta ảnh hưởng bởi tâm mà chúng ta tạo nghiệp, à, giống như là
ăn trộm thì cái tay mình phải rờ vô trong cái, hay là cái chân cũng được, cái chân mình đá đồ của người ta đi. À, hồi Việt Nam có câu gì đó, à, đá cá lăn dưa đó hả, đá cá lăn dưa, cứ thấy người ta con cá cái mình cứ đá lùa 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 đi thiệt xa rồi mình lụm. Thì khi mà mình hoạt động như vậy đó thì nó phải có sự trợ giúp của thân để nó thành ra cái nghiệp ăn trộm, thành ra cái nghiệp ăn trộm. Nhưng mà cái chủ động vẫn là cái ý phía sau đó nó dẫn dắt. Thì khi mình sám hối cũng vậy, dĩ nhiên mình cần dùng thân và ngữ để mà nó thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà cái thân và ngữ này phải được dẫn dắt bởi một cái tâm có tàm, có quý, có hối, có hối. Thì lúc bây giờ nó mới trở thành một cái năng lực để mà chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta. Đó. Thì chúng ta biết cái vấn đề của nghiệp là như vậy đó, nó có 6 cái yếu tố để mà nó quyết định là nặng hay là nhẹ, vân vân. Thì rồi khi mà cái một cái đặc tính khác của nghiệp là gì? Một cái đặc tính khác của nghiệp đó là nó phải thành thục. Nó phải thành thục thôi. Chứ nghiệp mà không thành thục thì nó có thành nghiệp không? Nghiệp mà nó không thành thục thì nó không thể gọi là nghiệp, phải không? Nghiệp nó không thành thục thì nó không thể gọi là nghiệp. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, yếu tố khác của nghiệp đó là nghiệp thì nó tương ưng với cái nhân đã tạo. Mà cái nhân này nó quyết định bởi 6 cái yếu tố trên như hồi nãy chúng ta đã nghe. Thì cái nghiệp nó phải thành thục, nó sẽ đưa đến việc thành thục, nó đưa đến cái quả. Và nghiệp thì nó tương ưng với cái nhân. Hôm trước chúng ta cũng đã nghe rồi. Chúng ta không bao giờ thọ một cái quả nào mà chúng ta không có gieo nhân. Điều này không xảy ra. Không bao giờ xảy ra. Và cái điều thứ ba của nghiệp nữa đó là nó lệ thuộc vào cái hoàn cảnh. Lệ thuộc vào hoàn cảnh, tức là cái duyên để nó trổ quả. Cái duyên để nó trổ quả. À, giả sử như bây giờ mình nói đi, chúng ta đang chịu cái quả của chiến tranh, phải không? Nhất là dân ở Đức, thụy sĩ thì chắc không nhiều bằng, nhưng mà ở Đức là đang chịu cái quả của chiến tranh. À, có thể là mùa đông này mình sẽ bị lạnh vì họ sẽ không có đủ gas để mà sưởi, vân vân, không thể có ga để mà nấu ăn được nữa. À, thành ra phải nấu bằng điện hay là sưởi bằng điện, vân vân. Thì cái này là chúng ta cũng đang thọ cái quả của trong quá khứ của mình tạo ra đó. Nhưng mà dầu sao mình cũng chỉ thọ gián tiếp, chứ không phải như là những người ở trong đất nước Ukraine, người ta phải thọ trực tiếp như vậy cái quả, hậu quả của chiến tranh. À, tức là cái quả chiến tranh nó đang trổ ra đó. Thì dầu là mình ở xa, mình vẫn chịu cái quả đó, nhưng mà mình chịu nhẹ hơn. Thì cái đó nó thuộc, những cái này nó thuộc về hoàn cảnh. Mà do đâu nó sẽ có những cái này thì một hồi đi xuống dưới chúng ta sẽ nghe nhiều hơn về vấn đề này. Đó. Bởi vì khi mà nói đến cái vấn đề quả nó sanh ra từ nghiệp thì chúng ta phải luôn luôn nhìn từ ba cái điều này, ba cái khía cạnh này. Và chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta làm những cái điều bất thiện, làm những cái điều bất thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ thọ quả báo. Mà quả báo nó nặng chứ không phải là nhẹ nữa. Giả sử như ai mà làm cái điều bất thiện lớn, mạnh, lớn, thì lớn cũng là theo cái yếu tố của 6 cái yếu tố ở trên chúng ta đã nghe đó, thì chắc chắn một điều là người này sẽ đọa địa ngục. Sẽ đọa địa ngục. Và thậm chí là không có lâu, tức là vừa tắt thở một cái là đọa địa ngục liền. Không có cần là phải dây dưa gì, trải qua tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba gì trơn á, đọa địa ngục liền.
cái người mà tạo cái điều bất thiện mà trung trung một chút, mà trung trung một chút giống như bỏng xỉn rồi vậy đó, thì chết là sẽ làm ngạ quỷ, đọa vào loài ngạ quỷ, đọa vào làm cô hồn, cô hồn ngạ quỷ. Phải đợi tới mấy thầy hoàng khai đồ chỉnh tế đó để tới mà thọ lãnh những cái đồ đó. Rồi nếu mà chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện mà nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn một chút, thì chúng ta sẽ sanh vào loài súc sanh, loài súc sanh. Thì đó là ba cái quả báo mà bất thiện nó sẽ đưa đến như vậy, đưa đến như vậy. Nhưng mà ngược lại thì ngược lại thì khi mà chúng ta làm điều thiện thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái quả báo. Giả sử điều thiện rất là tích cực thì chúng ta sẽ sanh lên trời, trời. Mà tích cực kiểu nào nữa thì trời kiểu đó nữa, tức là trời của dục giới, trời của sắc giới, vân vân, hoặc là làm người. Thì tất cả những cái này nó đều sẽ tương ưng với những cái nghiệp của chúng ta mà nó được trổ ra. Giả sử như bây giờ mình phạm vào cái nghiệp trộm cắp, phạm nghiệp trộm cắp, thì tương lai mình sẽ bị thiếu thốn, mình sẽ bị phải bần cùng, vân vân và vân vân. Đó là do phạm cái nghiệp trộm cắp mà gây nên. Rồi hoặc là chúng ta phạm vào những cái tà hạnh, phạm là vào những tà hạnh, thì chúng ta sẽ không có không có thể nào mà có đông đúc quý thuộc, đông hay là vợ hay chồng mình sẽ rời bỏ mình, thậm chí là con cái vân vân sẽ rời bỏ mình. Và những người nói dối thì chắc chắn không ai tin mình cả. Nói dối một lần hai lần là người ta bắt đầu người ta nghi ngờ rồi, nói dối càng nhiều thì người ta sẽ càng càng không tin mình. Và những người thường hay nói những cái lời mắng nhiếc ác độc thì người ta kết quả là người ta sẽ nói chê bai mình, người ta sẽ là chê bai mình, nói xấu mình. Và những người hay nói những cái lời vô nghĩa, những cái lời phù phiếm thì chắc chắn là những người khác sẽ không có coi mình ra gì cả. Giống như là mình Việt Nam mình nói ôi sao cái anh này hay cái chị này cứ ăn rồi cứ tám chuyện không thôi à, không có nói cái chuyện gì có ý nghĩa hết trơn á, nói toàn là chuyện mà không có cần thiết, thì chắc chắn không ai tôn trọng mình hết trơn á. Người ta sẽ rất xem thường mình, một người mà không có nói một cái điều có lợi lạc vân vân, thì sẽ đưa đến những cái hậu quả như vậy. Và nếu mà chúng ta không có diệt trừ cái tham, không diệt trừ cái tham, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái quả, những cái quả mà mình mong muốn cả. Không có diệt trừ tham thì chúng ta sẽ không có đủ công đức, không có đủ phước báu để mà đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Và khi mà chúng ta có cái tâm sân, có tâm sân không không diệt được sân, thì chúng ta sẽ luôn luôn phải thọ được những cái hoàn cảnh xấu ác, hoàn cảnh xấu ác. Giống như là giả sử như lỡ mình sanh ra trong thời đệ nhất thế chiến hay đệ nhị thế chiến vậy đó, trong lúc chiến tranh nó đang rầm rộ, rồi mình sanh vào những cái nước mà đang bị chiến tranh chẳng hạn. Hoặc là giống như chúng ta người Việt Nam mình mà sanh vào những thập niên mà sống ở những thập niên mà sáu mấy bảy mấy vậy đó, thì nó cũng là thuộc dạng mình đã từng có những cái tâm sân rất là nhiều. Và nếu chúng ta có bị tà kiến thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không bao giờ thấy được chánh kiến. Tà kiến này nó sẽ che mờ cái tuệ nhãn của chúng ta và làm cho chúng ta xa rời chánh kiến. Thì đó là những cái nhân ác và đưa đến những cái quả ác mà chúng ta có thể biết được một cách đại khái. Tuy nhiên
Tuy nhiên thì có những đôi khi chúng ta thấy là giả sử có những người mà họ trong đời này họ thể hiện ra cái đời sống rất là tốt đẹp, rất là thiện, rất là đáng khen, nhưng mà lại họ có những cái quả xấu, những quả xấu, quả ác, quả mà rất ư là khó chịu. Thì chúng ta cũng phải biết rằng đó là do nhân của nhiều đời trước họ đã gieo. Cái khó ở trong khi mà nói đến nghiệp, đến đến quả báo là nó không phải chỉ quyết định trong một đời, mà nó có nhiều cái yếu tố, có yếu tố là trong đời này, cũng có thể là trong đời trước, hoặc là nhiều đời trước, hoặc là trong nhiều 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 đời trước, lâu xa trước nữa, nó cũng có thể tạo ra như vậy. Thì tùy theo cái năng lực thuần thục của mình mà nó lôi cái quả nó lên. Giống như một người có thể là giống như bây giờ mà nói cái chuyện của ngài Triệu Thố đi. Triệu Thố với ai? Viên gì? Viên Án ha. Viên Án với Triệu Thố. Thì rõ ràng là trong 10 kiếp do vì tu tập này nọ nên nó không trổ được. Nhưng mà chỉ cần khởi một cái niệm ngã mạn, cống cao ngã mạn một cái, thì cái nghiệp bắt đầu nó bám vô liền và nó trổ liền. Bám vô liền và trổ liền. Do vì cái nghiệp đó nó chờ đợi, nó đang chờ đợi để nó chín mùi. Thì điều kiện xuất hiện thì nó xuất hiện liền, nó bám vô liền. Mà chúng ta thấy rõ ràng là đối với cái ngã mạn thì không có thể nhìn thấy được, tức là không thể dùng mắt mà thấy được cái vấn đề ngã mạn này, phải không? Mà là cái tâm của vị đó thôi thể hiện ra bên ngoài. Có thể vị này cũng rất ư là khiêm cung, rất ư là nhẹ nhàng, nhưng khi tâm ngã mạn xuất hiện một cái thì cái quả của quá khứ, cái nhân của quá khứ nó lập tức xuất hiện và nó đàn áp liền, nó xuất hiện và nó trổ thành quả liền. Do đó chúng ta hiểu được rằng là có những thứ mà nó không có phải trổ quả liền, và mình do đó mình cũng đừng có dễ ngươi. Đôi khi mình thấy ố cái chuyện này tôi làm hoài mà đâu có cái gì đâu, đâu có cái gì xuất hiện. Giống như mình đi trộm cái gì đó, đi lậu xe vậy đó. Ôi trời ơi, cái vùng này có ai xét xét vé bao giờ đâu. Thành ra cũng đâu có sợ. Nhưng mà có thể là mình tiếp tục mình đi lậu như vậy hết cuộc đời này, cũng không ai bắt mình hết á, vì mình thoát được cái đó. Nhưng mà chắc chắn một điều, nó sẽ trổ thành quả trong tương lai. Nó sẽ trổ thành quả trong tương lai. Đời sau mình sẽ thiếu hụt tất cả những cái công đức phước báu mà đáng lẽ mình có được. Tất cả nó sẽ cản trở cái tâm thức của mình và cản trở cái đời sống của mình. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ lấy cái mà hiện đời mình có thọ khổ, thọ ác hay không, để mà chúng ta thấy rằng là mình có nhận quả hay là không nhận quả. Bởi vì khi nói đến nhân quả, khi nói đến nghiệp là nó chồng chất ở trong đó, có thể một đời, có thể nhiều đời. Điều này là chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật là kỹ, nhất là đối với những vấn đề phạm giới. Bởi vì phạm giới nó cũng là sao? Nó cũng là một cái gì đó nó không có biểu hiện ra ngoài. Mình có thể lén lút mình phạm giới, không ai biết cả. Rồi mình nghĩ là nó không có sao, tôi làm hoài mà, đâu có cái gì xuất hiện đâu. Nhưng mà cái đó nó vẫn là một cái nghiệp nó mang ở trong tâm thức của mình. Vì dầu mình nói theo kiểu thế gian người ta nói đi, cái gì đó, tất cả mọi người có thể không biết, nhưng mà tối thiểu là mình biết, phải không?
hoặc là trời biết, đất biết và mình biết, là ba, tối thiểu ba người biết rồi, thì nó cũng thành một cái nhân ở trong tâm thức của mình, và nó sẽ đưa đến cái quả trong tương lai. Thành ra chúng ta cần nên rất ư cẩn trọng với những điều này. Bởi vì mình thấy đó, như hiện tại chúng ta đúng ra đó mình sanh ra, có thể là chúng ta sanh ra trong cái thời mà nó còn chiến tranh, nó còn khổ cực ở Việt Nam, là lúc đó là cái chúng ta, do chúng ta thọ một số quả xấu ác mình đã làm. Rồi thì chúng ta qua bên Tây Phương này, qua Tây Phương này thì bắt đầu nó có những cái quả thiện mình làm, nó bắt đầu nó trổ ra, nó trổ ra. Nhưng rồi có thể trong cái quá trình thiện này, chúng ta làm thêm một số điều ác, rồi cộng thêm một số điều ác của quá khứ, nó trồi lên trở lại để nó tạo ra cái hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, mà chúng ta còn chưa biết là cái hoàn cảnh hiện nay nó sẽ đi đến cái mức độ tốt dần hay là xấu dần như thế nào. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào tâm thức của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta chịu khởi một cái tâm thiện, một tâm mạnh mẽ, một cái tâm đầy tâm từ, tâm bi một cách mạnh mẽ, thì từ đó nó sẽ chuyển hóa dần dần những cái năng lượng chung quanh chúng ta, và có thể tỏa rộng ra để hóa giải cái hoàn cảnh hiện nay. Còn nếu mà chúng ta, mặc dầu nó đang diễn ra như vậy, chiến tranh nó vẫn đang diễn ra, hoàn cảnh xấu nó vẫn đang diễn ra, mà trong tâm thức mình vẫn đầy dẫy sân, đầy dẫy tham, đầy dẫy tà kiến, thì chắc chắn một điều là nó sẽ rất ư khó để mà thay đổi. Vì chúng ta đang tích cực đóng góp vào cái hoàn cảnh hiện nay. Mình nói ôi tôi đâu phải người Nga, tôi đâu phải người Ukraine hay là cái gì đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm đối với chiến tranh. Thật sự cái mà chiến tranh hay là cái mà nó đang xuất hiện, nó giống như là cái tay của chúng ta đánh bung ra hay bung vô vậy thôi. Còn cái mà điều khiển nó là trong ý niệm của mình, trong tâm thức của mình, để nó điều khiển cái tay mình bung ra hay bung vô. Cho nên cái hoàn cảnh mà nó đang xuất hiện chung quanh chúng ta đó, nó được điều khiển bởi những cái tâm thức của chúng ta cộng chung lại với nhau hết. Mà nếu cái lượng tâm thức cộng chung lại mà thiện, mà đầy từ bi, đầy lân mẫn, thì tự nhiên cái hoàn cảnh chung quanh nó trở nên thiện, nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên từ ái, nó trở nên hài hòa. Còn nếu mà cái năng lực xấu ác, tham sân mạnh mẽ đó, thì chắc chắn một điều là nó sẽ làm cho cái môi trường của mình càng ngày càng càng xấu ác thêm lên. Thì Đức Ngài Tsongkhapa đó, Ngài nói thật sự nếu mà chúng ta đã biết vấn đề rồi mà mình lại cố ý mình phạm, thì chẳng khác nào một người mà từ ở trên núi mà nhảy xuống dưới cái vực sâu, mà mắt cứ mở trao tráo để nhìn mình chuẩn bị va vào trong cái nền đá ở bên dưới như vậy đó. Bởi vì nó sẽ kinh khủng như vậy. Dạ. Thì sau khi nói về vấn đề ác nghiệp rồi thì bắt đầu chúng ta nói về một chút về cái vấn đề bạch nghiệp, hay nói về vấn đề mà thiên nghiệp. Hôm trước cũng có nói sơ rồi đó. Không phải là mình không làm gì hết đó, là mình sẽ có bạch nghiệp. Điều này không có phải như vậy. Như đã nói, tất cả các nghiệp đều do nơi cái tâm mà nó xuất phát ra và nó dẫn dắt. Và thiện cũng vậy mà ác cũng vậy. Cho nên đối với cái thiện nghiệp
thì cái tâm của chúng ta nó cũng phải trải qua một cái quá trình, trải qua một cái quy trình để nó trở thành thiện nghiệp. À, chứ không phải là giống như thường thầy thường nói là thường thường mấy người mà nói tôi hiền rồi là cả như tôi không cần tu, hay là hiền là tôi đã như vậy rồi là tốt. Điều đó không có tốt một cái gì cả, vì hiền đó là si thôi. Cái người đó bị si cho nên họ hiền. Si đây không phải là giống như mấy ông mấy bà trồng cây si ha, mà si đây là do cái tánh si đó. Tánh si nó nặng, cái đầu mình nó lờ mờ. Còn thiện thật sự là một cái gì rất là tích cực, là tích cực. Và cho nên ở bên 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 khi mà nói đến vấn đề thiện này, giống như đối với giới đi, đối với giới thì là 10 cái giới ác rồi đó, 10 cái giới ác đó. Thì bây giờ tới cái vấn đề thiện ấy. Thì thiện là nó ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ chúng ta tu cái giới ác, hiểu không? Tu cái giới ác thì nó thành thiện. À, ở đây ai hiểu được cái chữ tu giới ác mà thành thiện á, nói thử nghe. Tức sửa điều bất thiện. Dạ sao ạ? Là sửa, là tu sửa những cái điều sai trái. Tu tức là giới, tức là giới tức là ngăn ngừa. Nên giới ác tức là ngăn ngừa những cái điều ác. Giới ác, tu cái giới ác tức là mình hành trì cái vấn đề giới ác, là ngăn ngừa cái điều ác. Chứ không phải nghe giới ác tức là mình làm cái những cái điều ác, thì không phải. Chữ giới đây là ngăn ngừa. Thành ra khi mà nói ngũ giới đi chẳng hạn, là giới sát, giới đạo, giới dâm, giới vọng và giới tử. Chứ không có thể mình nói là giới bất sát. Giới bất sát là trừ với trừ là thành cộng. Cho nên không thể nói là giới bất sát, mà phải nói là giới sát. Giới đạo, chứ không có nói là giới bất đạo hay là giới phi đạo gì đó chẳng hạn. Cho nên rất là rõ ràng, chữ giới tức là ngăn ngừa những cái đó. Thì tại sao mà nhấn mạnh điều này? Nhấn mạnh là để chúng ta thấy rằng thiện nghiệp hay là bạch nghiệp đó, nó phải được dẫn dắt bởi tâm thức. Dẫn dắt như thế nào? Thứ nhất là nó phải có đối tượng. Nó phải có đối tượng. Thứ hai là nó phải có dụng tâm. Thứ ba là nó phải có hành động. Và thứ tư là nó có một cái kết cục, cái gọi là cái để mà nó làm viên mãn. Đó là bốn cái yếu tố này để nó tạo thành một cái thiện nghiệp. Bây giờ mình nói liên quan tới vấn đề sát đi, giới sát. Một vị tu giới sát thì không phải là mình cứ nói là tôi không giết là trở thành là tu giới sát. Hay là mình thấy cái con nào mình cũng thấy vui, thấy dễ thương là nó là tôi đang tu giới sát. Điều này nó không thành cái vấn đề là tu giới sát, mà nó cũng không tạo thành cái thiện nghiệp nữa. Mà cái thiện nghiệp nó chỉ xuất hiện khi mà trong tâm chúng ta nó khởi lên cái ý niệm muốn giết. Mình thấy một cái con kiến đi, hay con muỗi nó đậu lên cánh tay mình nó hút máu. Cái này là dễ. Thì mình nhìn, mình thấy con muỗi. Thì con muỗi này là đối tượng. Cái đầu tiên là cái đối tượng. Và trong tâm mình nó khởi lên cái ý niệm là muốn giết. Muốn giết. Nhưng lúc bây giờ, cái người tu giới thì sẽ nhìn lại và nói, đây là một chúng sanh. Đây là một hữu tình. Bởi vì chúng ta đã học trong giới về giới sát. Chúng ta đã nghe rồi. Sát chỉ có hiệu lực với hữu tình. Thì chúng ta thấy, đây là hữu tình. Con muỗi là một hữu tình. Một hữu tình mà Đức Phật dạy chúng ta là không sát sanh, không giết hữu tình. Cho nên, vì để giữ giới, cái này là bắt đầu là cái gọi là cái ý định, cái mục tiêu, cái chú tâm, cái
là cái ý định của mình, cái gọi là cái dụng tâm của mình vì để giữ giới không sát sanh, thì mình đưa đến cái việc làm là có thể là mình phủi 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 nhẹ cho nó bay đi thôi, mình phủi nhẹ cho nó bay đi, à, mình không có giết nó, mình không có giết nó. Và khi mà nó hoàn tất cái công việc đó thì bắt đầu mình tư duy, mình nói rằng thật là tốt đẹp vì tôi đã không có phạm vào cái giới sát này, tôi không có giết cái con vật này. Khi bốn điều đó nó hội tụ lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới tạo được một cái thiền nghiệp. Cho nên á, thiền nghiệp nó không phải là tự nhiên, nó giống như là mình cứ nói tôi sống hiền, giống như mấy người thế gian ưa nói là ôi tu tập cái gì, tôi cứ ăn hiền ở lành là được rồi, tôi sống không xâm phạm với ai là được rồi, tôi cứ bo giữ mình là được rồi. Cái này nó không phải là cái thiện của đạo Phật, nó không phải là cái bạch nghiệp của đạo Phật, mà bạch nghiệp của đạo Phật là nó cần trải qua một cái quá trình hoạt động của tâm. Đó. Bởi vì như chúng ta đã nói hồi nãy, nghiệp là do tâm dẫn dắt, nghiệp nó được tồn trữ nơi tâm, thì dầu là ác nghiệp, dầu là thiện nghiệp, hắc nghiệp hay bạch nghiệp gì đi chăng nữa, nó cũng đều phải được dẫn dắt, nó cũng đều phải được nuôi dưỡng và hành động. Thành ra cái điều mà khi chúng ta giả sử như chúng ta phóng sanh đi, mình phóng sanh, thì phóng sanh cũng vậy thôi, phóng sanh cũng là một cái thiện nghiệp, mà không phải là cứ mua con cá mình thảy xuống dưới cái sông là mình nói tôi phóng sanh, rồi nó thành thiện nghiệp. Dĩ nhiên nó cũng có cái thiện trong đó, nhưng mà nó không thành một cái thiện mà như là Đức Phật dạy cho chúng ta. Mà khi mà chúng ta là một người học Phật, chúng ta thấy một chúng sanh, chúng ta nói, à, đây là một chúng sanh. Và Đức Phật dạy là không nên sát chúng sanh, chúng ta phải cứu sống mạng sống của chúng sanh. Thì bắt đầu chúng ta mua chúng sanh này về, chúng ta thả nó xuống dưới cái dòng sông, và chúng ta vui mừng khi nó thấy nó được sống và nó có thể bơi đi, nó sẽ kéo dài cái thọ mạng của nó. Thì lúc bây giờ cái gọi là thiện nghiệp nó mới được gọi là kết tủa lại, nó mới được đông lại thành một cái khối ở trong tâm thức của mình. Và mình càng làm nhiều cái vấn đề như vậy thì nó sẽ càng tăng trưởng ở trong đó. Cho nên chúng ta phải thấy rõ là cái thiện nghiệp nó cũng cần được nuôi nấng, nó cũng cần được tu tập, nó cũng cần được trưởng dưỡng. Và cái điều này là đối với 10 cái ác, nó cũng đều tương ưng hết, từ cái sát tới cái đạo, cái dâm, cái vọng, cái vọng ngữ, ý ngữ, cái gì nữa, ý ngữ sao, vọng ngữ, ác ngữ, rồi cái gì, lưỡng thiệt, rồi ý ngữ, cho tới tham, sân và tà kiến. Đều trải qua cái hoạt động của tâm thức như vậy hết. Nếu chúng ta biết giới những cái điều này, biết ngăn ngừa những điều này, thì lúc bây giờ với cái tâm niệm như vậy, với cái hoạt động như vậy, với cái dụng ý như vậy, và với cái tâm mà nhìn thấu suốt như vậy đó, thì lúc bây giờ cái quả, cái nhân mà thiện nó mới được gieo xuống, nó trở thành cái thiện nghiệp. Và khi nó thành quả thì nó cũng giống như là bên ác quả thôi, thì nó cũng cái quả nó sẽ thành thuộc, rồi cái quả nó cũng tương ưng với cái nhân, và cái quả đó cũng tùy theo cái hoàn cảnh để mà nó phát khởi lên, nó phát khởi lên. Và quả lúc bây giờ khi nó đến quả, nó đến quả báo, thì nó cũng như hồi nãy đã nói cái phần ở trên đó, tức là cái phần mà nói về 6 cái yếu tố để mà quyết định cái vấn đề mà cái nghiệp đó là nó nặng hay nó nhẹ đó.
Thì ở đây cũng giống vậy. Khi mà nói đến cái quả báo thì nó cũng vì là nó là quả báo do từ cái nhân mà nó trở thành cái quả, trở thành cái quả báo. Đây là chúng ta đang nói trên phương diện tương đối nha, đang đừng nói trên phương diện tục đế chứ quý vị tự dưng đừng có xen vô rồi đem trung quán ra nói là nhân là không phải nhân rồi quả không phải quả lung tung, thì chúng ta khoan hả, lập luận trên cái yếu tố này. Chúng ta chỉ lập luận trên yếu tố của tục đế, của hiện tượng giới. À, hiện tượng giới thì quả nó sẽ do nhân dẫn dắt. Thì lúc bây giờ vì nó do nhân dẫn dắt cho nên nó cũng lệ thuộc vào cái đối tượng rất là lớn. Giả sử như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cũng có dạy, nếu mà chúng ta bố thí cho một người phàm phu, thì quả báo không bằng chúng ta cho 10 người phàm phu, thì quả báo không bằng chúng ta bố thí cho một người đã quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Rồi chúng ta bố thí cho 100 người đã quy y Tam Bảo và giữ năm giới thì không bằng chúng ta bố thí cho một người giữ 10 điều thiện. Chúng ta bố thí cho 1.000 người giữ 10 điều thiện thì không bằng một người cái gì đó biết tu vân vân và vân vân, hoặc là một người chứng tu đầu hoàng, cứ như vậy mà nhân lên. Thì do đó chúng ta thấy rõ ràng là do đối tượng, hay là nói là do cái ruộng phước của mình, cái phước điền đó, mà cái công đức nó tăng nhiều hay là nó tăng ít, cũng bao nhiêu đó thôi, cũng bao nhiêu đó thôi. Giả sử một cái bánh mình cho một người phàm phu, cái quả báo chúng ta nhận được nó khác với một cái bánh mà chúng ta cúng dường lên Đức Phật. Lên Đức Phật. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà mình tạo công đức. Mà cái quý vị đừng có nghĩ là thời đại bây giờ không có Phật hay thời đại bây giờ không có Bồ Tát. Phật và Bồ Tát là từ trong tâm thức của mình lưu xuất. Một người ăn mày mà ở giữa đường, dĩ nhiên người ăn mày này nếu nhìn trên cái phương diện hiện tướng là một người phàm phu, không có thọ giới, không có quy y, cho nên mình bố thí cho họ không bằng mình tặng cho một người bạn đạo của mình một cái bánh chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta biết dùng tâm thức để mình nhìn người ăn mày này, nói là đây là một vị Bồ Tát hóa hiện ra làm ăn mày để tạo cái phương tiện cho tôi có thể tu được cái pháp bố thí, thì lúc bây giờ cái bánh của mình đưa đến cái người ăn mày này thì công đức nó cả gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần khi mình tặng cho một người bạn đạo của mình cái bánh đó. Cho nên mới nói rằng là từ cái tâm của chúng ta nó có sự làm cho nó khác biệt là ở cái chỗ này. Đó. Thông thường thì chúng ta rất dễ quên cái điều này. Chúng ta chỉ thấy là tôi đang bố thí cho những người ăn mày thôi. Chứ ít khi nào mà chúng ta thấy được rằng đây là một vị Bồ Tát để nhận cái sự ăn mày của tôi. Nhận cái sự cúng dường của tôi. Mà chúng ta chỉ thấy là người ăn mày thôi. Và do đó phước báo chúng ta có được rất là ít. Rất là ít. Mà một khi mình thay đổi cái nhìn của mình, cái nhìn đây là cái nhìn từ ở trong ý niệm đó, thì lúc bây giờ cái công đức của mình bắt đầu nó tăng trưởng. Và mình luôn luôn gieo những cái hạt giống lành vào những cái ruộng phước rất là lớn. Rất là lớn. Mà cái tâm thức của mình nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều khi mà chúng ta thường xuyên để cho nó hoạt động theo cái điều này. Bởi vì tự nhiên thôi,
tất cả những cái mà nó thuộc về hạ phần kiết sử hay thượng phần kiết sử gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ do nơi cái tâm thức nhìn như vậy đó, nó sẽ bị bào mòn và để chúng ta rất dễ dàng mà gạt bỏ nó ra khỏi cái dòng tâm thức của mình. Thành ra tại sao mà nó mới nói là tại sao thời Đức Phật đó, những vị đệ tử của Ngài dễ chứng đạo là ở cái điều này. Vì có Đức Phật rành rành trước mắt để cho cái dòng tâm thức đó nó nương nơi cái sự hiện hữu của Đức Phật đó, và những vị thánh đệ tử mà lúc bấy giờ đó, mà nó hoạt động, cho nên các kiết sử đó bị bào mòn đi một cách dễ dàng. Mà vì chúng ta thời nay chúng ta không thể nhìn thấy những vị thánh, những vị Bồ Tát đang ở chung quanh chúng ta, cho nên cái tâm thức của mình nó không có trở nên nhu nhuyến, nó không trở nên nhẹ nhàng để mà nó gọt bỏ được điều này. Thành ra vấn đề không phải là do ở đâu hết, mà do chính tâm thức của mình. Đó là cái điều đầu tiên để làm cho cái quả nó khi nó trổ ra đó, nó được thăng hoa. Tức là mình phải biết cách là chọn cái phước điền để mình tu tập, để mình gieo cái hạt giống thiện của mình. Cái điều thứ hai, điều thứ hai mà làm cho cái công đức, cho cái phước báu, cho cái nghiệp nó có thể thăng hoa một cách mạnh mẽ đó, là nhờ vào sự thọ giới. Nhờ vào sự thọ giới. Tất cả các vị hành giả ngày xưa, các vị tổ ngày xưa đều khuyên, điều khuyên là nếu mà chúng ta đã có duyên gặp Phật Pháp rồi thì bắt buộc chúng ta nên thọ giới, bắt buộc chúng ta phải thọ giới. Không phải nên, bắt buộc chúng ta phải thọ giới. Tại sao như vậy? Tại sao bắt buộc phải thọ giới? Bởi vì trong tất cả các tái sanh thì tái sanh trở lại làm người là một cái tái sanh thù thắng. Mà muốn tái sanh trở lại làm người, cái cách mà dễ nhất đó là thọ năm giới. Thọ năm giới và giữ năm giới này, dĩ nhiên. Chứ không phải là chỉ thọ rồi mình không giữ. Thọ và giữ năm giới này. Thì đó là cách để mình tái sanh dễ nhất trở lại làm người. Mà tại sao như vậy? Cái vấn đề mà thọ giới rồi đó, một người mà thọ giới rồi đôi khi họ không làm gì hết đó, mà phước báo nó vẫn tăng trưởng hàng ngày, vẫn tăng trưởng hàng ngày do cái năng lực của giới nó tác động lên trên tâm thức. Giả sử mình không có điều kiện để mà tiếp xúc đến sự sát sanh, mình không có điều kiện để mình tiếp xúc đến sự sát sanh, cho nên mình không có thể tu được cái giới không sát sanh. Hay là cái giới sát sanh đó, không tu được cái giới sát sanh. Cho nên mình nghĩ rằng ồ, thế là tôi không thể phát triển được cái công đức trong cái vấn đề này. Nhưng mà nhờ mình có thọ cái giới không sát, không cái giới sát sanh đó, mình thọ cái giới sát đó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm thức của mình đó, nó được đánh thức về cái vấn đề này ở trong đó, và nó luôn luôn tạo cái phước báo, tạo công đức ở trong đó. Một người bình thường họ không có thọ giới và họ không sát sanh đó, thì cái công đức nó không có sanh. Chỉ khi nào họ gặp một chúng sanh mà không sát sanh đó, thì lúc bây giờ nó mới có cái phước tới báo thôi. Còn bình thường thì nó sẽ không thành sanh phước báo, bởi vì nó không có cái nền tảng để mà nó tăng trưởng, không có nền tảng tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã thọ giới rồi mà chúng ta lại phạm cái giới đó, thì lúc bây giờ nó sẽ
bị một cái vấn đề là chúng ta tạo một cái ác nghiệp và chồng thêm một cái tạm gọi là cái tội đi, cái tội là phá giới. Bởi vì tất cả những cái giới mà Đức Thế Tôn dạy đó, là để ngăn ngừa cho chúng ta tạo ác nghiệp. Ngăn ngừa chúng ta tạo ác nghiệp. Mà một khi mình phá giới, tức là mình cãi lời lời của Đức Phật, là một cái tội rồi. Là một cái nghiệp trong đó rồi. Cái nghiệp thứ hai nữa, vì mình cãi lời Đức Phật nên mình tạo cái ác nghiệp mà Đức Phật muốn mình không làm. Cho nên nó chồng thêm, nó chồng thêm cái quả lên trên đó. Thành ra một người mà thọ giới rồi mà tạo một cái nghiệp ác giống như một cái người không có thọ giới, thì cái người không thọ giới chỉ chịu cái nhân quả của cái vấn đề là cái ác nghiệp đó thôi. Nhưng mà cái người thọ giới thì nhận thêm cái vấn đề là phá giới. Phá giới. Rồi thêm một cái nữa, mấy khi mình phá giới đúng ra mình phải đi sám hối. Mà mình không sám hối thì bất giờ nó tăng thêm cái chồng chất ở trong đó nữa. Như hồi nãy đã nghe, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi nó cứ chồng chất, chồng chất, chồng chất, nên càng lúc nó lại càng càng mạnh ra. Thì một số người nói, ôi thôi vậy thì mình thọ giới gì, nguy hiểm quá, không thọ giới thì nó còn nhẹ nhẹ nhàng, bây giờ thọ giới thì nó làm tội ác thì nó chồng chất trong đó. Nhưng mà nếu mà mình không thọ giới thì mình sẽ không có nhớ để mà mình giữ, thứ nhất. Thứ hai là khi mà mình thọ giới thì công đức nó vẫn tăng, khi mặc dầu mình đôi khi mình chỉ ngồi im thôi, giống như mấy thầy mà ngồi tu thiền hàng ngày vậy đó, cứ ngồi không nhúc nhích vậy thôi, thì giới nó vẫn làm cho cái công đức nó tăng. Một thầy thọ 10 giờ, một thầy sa di thọ 10 giới thì nó tăng theo kiểu 10 giới, thọ 250 giới thì nó tăng theo 250 giới. Nó cứ như vậy mà nó phát triển. Cho nên trong vấn đề này, trong vấn đề của giới hay cái sự ngăn chặn này, Ngài Thông Kha Ba cũng chia ra hai cái yếu tố để cho chúng ta nhận biết. Một cái yếu tố gọi là yếu tố tự nhiên, một cái yếu tố tự nhiên, và một yếu tố thứ hai là yếu tố mà được dạy ra, được tuyên bố ra, được nói ra. Giống như là thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì ban đầu trong 12 năm đầu Đức Thế Tôn không có nói một cái giới nào cả, không có tuyên bố một cái giới nào cả, không có dạy, không gọi là không có chế một cái giới nào cả. Nhưng rồi khi có một vị tăng tạo một cái ác nghiệp, tạo một cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp này đó gọi là cái tự nhiên, cái điều mà cấm kỵ tự nhiên, bởi vì đối với thế tục người ta cũng không làm nữa, người ta vẫn thấy là xấu nữa. Giả sử như vấn đề là đi trộm một cái cây ở trong trong rừng về để mà làm nhà đi chẳng hạn, thì thế gian người ta vẫn thấy xấu thôi. Nhưng mà lúc bây giờ cái mà gọi là xấu tự nhiên đó, hay là cái mà gọi là cấm kỵ tự nhiên đó, nó chưa phải là giới. Nhưng rồi cái ông chủ đó, ông đến ông mét Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn, tại sao đệ tử của ngài vô trong rừng của con mà kéo cái cây về làm nhà như vậy? Con đúng đốn nó cực khổ lắm, đáng lẽ là cái này là con bán ra ngoài để con nuôi gia đình con bữa hôm nay, mất cái ăn hôm nay. Thì Thế Tôn mới chế nó là từ giờ trở đi tỳ kheo không được vô rừng mà ăn trộm cây về làm nhà chẳng hạn. Cái này không có trong giới hả, nhưng mà nói ra như vậy để lấy ví dụ thôi. Thì từ khi Thế Tôn nói ra điều này thì cái điều đó trở thành là cái giới được chế ra, được Đức Phật dạy ra. Và khi chúng ta, tức là mấy thầy tỳ kheo đó, vô kéo cái cây gỗ sau đó, sau khi Đức Phật
đã dạy ra như vậy, mình kéo cái gỗ về nữa, một lần nữa đó, thì lúc bây giờ chúng ta phạm hai phần cấm kỵ, một cái cấm kỵ tự nhiên và một cấm kỵ thuộc về giới Đức Phật đã chế ra ở trong đó, cho nên mới nó là nặng hơn là vậy. Nè, thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải biết, mà nhất là những cái điều mà Đức Phật chế rồi đó, thì chúng ta không thể nào hoặc là không nên phạm. Và tất cả những cái đó nó trở thành một cái sao bây giờ, nó trở thành một cái điều mà giúp cho chúng ta có thể thăng tiến trong cái vấn đề tu tập. Khi mà chúng ta quyết định đi trên con đường giữ chặt những cái điều Đức Thế Tôn dạy cho mình, còn nếu mà chúng ta phớt lờ nó thì chắc chắn chúng ta sẽ ngoài cái vấn đề khi phớt lờ đối với giới, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị ba cái luôn chứ không phải là hai cái nữa. Một là chúng ta phạm vào những cái cấm kỵ tự nhiên, hai là chúng ta đã phạm vào cái cấm kỵ mà Đức Thế Tôn đã dạy, và ba nữa là mình khinh lờn Thế Tôn, vì mình khinh lờn Ngài nên mình mới không nghe lời dạy của Ngài. Đó. Cho nên là chúng ta phải biết để mà chúng ta cẩn thận. Phần đông ở đây là toàn là dân đã thọ giới hết rồi, tối thiểu là năm giới ha, tối thiểu là năm giới của cư sĩ. Thì chúng ta phải biết những điều này để mà mình cố gắng mình giữ. Mà một khi mà mình phạm thì mình phải sám hối cho tới thấy hảo tướng vân vân mà quý vị đã nghe đó ha. Dạ vâng. Thì hôm nay chúng ta nghe tới đây đi. Nghe tới đây tức là nghe hai phần của vấn đề làm tăng trưởng cái nghiệp, tăng trưởng cái nghiệp mà tăng trưởng cái bạch nghiệp đó. Dĩ nhiên thì nó cũng có cái vấn đề tăng trưởng của cái ác nghiệp nữa. Giả sử như là mình chửi một cái người hàng xóm, thì nó cái nghiệp nó sẽ không bằng mình chửi một vị đã chứng A-la-hán rồi. Giống như trong giới của Sa-di nói là có một chú Sa-di chửi một cái hay là nói xấu một cái thầy tỳ kheo già, nói là ông công già này ông tụng kinh thì giống như là chó sủa, tụng kinh như là chó sủa. Mà cũng may cho chú Sa-di này là cái vị tỳ kheo này đã chứng A-la-hán rồi, cho nên có thần thông biết điều đó nên mới nói với chú Sa-di nó là không nên nói như vậy và dạy cho chú Sa-di này sám hối. Cho nên mặc dầu là chú Sa-di này đã sám hối, nhưng mà do vì đã biết sám hối nên không có đọa vào địa ngục, nhưng mà vẫn sanh lại làm chó trong đời sau. Chúng ta thấy nó vấn đề là nó nguy hiểm như vậy. Ví dụ mình chửi một cái người hàng xóm, ông này nói chuyện giống như chó sủa, thì cái nghiệp nó sẽ khác. Nghiệp nó khác, có thể là đời sau cái giọng mình nó khàn khàn, hay là ba bữa sau, một tháng sau thì mình bị tắt tiếng nửa tháng hay gì đi. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán mà mình cũng một cái câu đó mà lúc bây giờ nó nghiệp rất là nặng, đã sám hối rồi mà vẫn sanh làm chó, huống chi là nếu không sám hối thì nó lại càng càng trầm trọng hơn nữa. Dạ vâng. Thì hôm nay chúng ta nghe tới đây. Thứ sáu thì chúng ta sẽ học tiếp, nghe tiếp. Dạ vâng. Dạ ông đi đặt câu thưa thầy cho con hỏi một câu. Dạ tâm vâng. Con thắc mắc là cái sự so sánh á, nếu mà mình nói là mình cúng dường cho 100 vị bình thường không bằng cho một vị A-la-hán hay chứng gì đó, như vậy nó sẽ đưa ra cho cái sự sai biệt. Thí dụ như hiện tại bây giờ, thí dụ như khất thực, thì một dãy một tăng đoàn như vậy đó, thì tất cả ai cũng muốn cho mình có cái phước thì luôn chạy luôn tới cúng dường cho hòa thượng, những vị cao tăng trước. Còn thì khi mà con nhìn thấy một đoàn tăng đoàn vậy thì những vị đi phía sau thì lại bị ít đi,
như vậy á, thì con nhìn thấy là nó sẽ bị cái tâm phân biệt đi, thì cái đó con thắc mắc hoài đấy thầy. Ừ. À, cái điều thắc mắc này nó không có sai, nhưng mà nó cũng không có đúng, bởi vì khi nói đến vấn đề tâm phân biệt hay không phân biệt á, thì mình phải coi mình có phân biệt hay không phân biệt đã, chứ không phải coi là trong cái giáo pháp có phân biệt hay không phân biệt. Vì chúng sanh tâm có phân biệt nên Đức Phật mới dạy ra cái pháp có phân biệt. Giống như hồi nãy thầy nói, một người tâm không phân biệt thì cho một cái người ăn mày với cái tâm là tôi đang cúng dường Bồ Tát thì phước báo rất là lớn, lớn vô cùng. Thì như vậy thì không có cái gì để nói hết á. Còn đằng này mình, cái chuyện mà mình dùng cái tâm phân biệt rồi để mình bàn luận cái vấn đề mà không phân biệt thì nó thuộc về gọi là tăng thượng mạng ở trong đó. Vì nó một cái điều mà mình không đạt được rồi mình bàn luận về nó đó, thì nó không có đưa đến một cái lợi ích thực tiễn trong cái tâm thức của mình, mà nó cũng làm mình lấn cấn biết à. Cho đến khi nào mà tâm văn mà được cái tâm không phân biệt rồi đó thì cái vấn đề đó sẽ giải quyết liền à, không cần thắc mắc nữa à. Chứ còn khi nào mà tâm mình còn phân biệt thì nó vẫn còn tồn tại thôi à, vẫn còn tồn tại như vậy, và mình sẽ có khuynh hướng thiên vị vân vân và vân vân. Ngay cả khi Thế Tôn còn tại thế, điều này đã từng xuất hiện mà, đã từng xuất hiện. Các vị A-la-hán, các vị đại đệ tử của Thế Tôn đi trước, rồi mấy chú tiểu đi sau, rồi cuối cùng thì càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng ốm, càng ngày càng ốm. Thì Đức Phật mới nói, ủa tại sao vậy? Thì các ngài mới tường thuật lại cho Đức Thế Tôn nghe là dạ, thì các vị đại tăng ở phía trước là được nhận đồ cúng dường hết rồi, tới phiên tụi con đâu còn gì đâu, mấy người họ cho đồ chút chút thôi, ăn cho nó đỡ no vậy thôi. Thế là Thế Tôn nói thôi bây giờ cho mấy ông Sa Di đi trước đi, mấy ông trẻ trẻ đi trước rồi mấy thầy tỳ kheo đi phía sau. Nhưng mà cuối cùng cũng vậy thôi, cuối cùng thì người ta vẫn để dành lại, người ta vẫn cúng cho các vị cao tăng nhiều, bởi vì đây là một cái bản chất của chúng sanh như vậy à. Chứ không phải là một cái gì mà gọi là khi mà mình không làm như vậy nó sẽ không phân biệt. Cái điều đó không có. Vì cái không phân biệt không phải là hành động, mà không phân biệt là tâm thức. Dĩ nhiên khi tâm thức mình nó không phân biệt thì nó sẽ đưa đến những cái hoạt động, những cái hành động nó thể hiện ra cái sự không phân biệt này. Nhưng mà vấn đề không phải mình thực hành ở bên ngoài trước, mà mình phải thực hành ở trong tâm trước. Mình phải huấn luyện cái tâm mình để không phân biệt. Mà làm sao không phân biệt? Không phải là để mình thấy tất cả mọi người là bình đẳng, là giống nhau. Như vậy nó lại càng phân biệt dữ nữa, càng sai dữ nữa. Bởi vì khi Đức Phật nói về vấn đề bình đẳng là Ngài nói về bình đẳng trên nhân quả. Chứ Ngài không phải Ngài nói là bình đẳng tức là tôi ăn một cái bánh bao thì anh cũng phải ăn một cái bánh bao và người kia cũng phải ăn một cái bánh bao. Không phải. Mà khi Ngài nói bình đẳng tức là mọi người đều no, tôi ăn nửa cái bánh bao tôi no và người kia ăn hai cái bánh bao người đó no, thì lúc bây giờ hai người cùng no là bình đẳng. Chứ không phải so sánh là giữa nửa cái bánh bao và hai cái bánh bao, nó là ô vậy là người này ăn nửa cái bánh bao và người kia ăn hai cái bánh bao, không có bình đẳng. Đâu phải. Bình đẳng là ở cái chỗ cái quả nó trổ ra hay cái kết quả nó đưa đến thì nó thành bình đẳng. Cho nên khi mà Đức Phật nói là cúng cho một người không phàm phu thì cái nó không bằng cúng cho một người giữ năm giới à, thì bởi vì đây Đức Phật đang nói về nhân quả. Nhân quả đang nói về phước điền à, đang dạy về phước điền, đang dạy về cái sự cái ruộng phước nó thay đổi như thế nào. Rồi mình lại đem cái tâm phàm phu phân biệt của mình á, mình áp đặt lên một cái pháp mà Đức Phật đang nói về cái tục đế. Nên hồi nãy
đầu tiên là thầy đã nhấn mạnh thì nó là chúng ta đang nói về tục đế, chúng ta đang nói về cái hiện tượng giới, chúng ta đang nói về cái phân biệt giới, chứ mình không có nói về chân đế. Chỉ có trong chân đế mới là không có một cái phân biệt, cái tâm phân biệt thôi. À, còn ngày nào chúng ta còn sống trong cái tục đế hay là sống bằng cái tâm mà nó hướng về thế gian á, thì luôn luôn chúng ta sẽ có đối đãi, chúng ta có phân biệt, chúng ta có sự khác biệt trong các pháp. Đó, thì điều này là chúng ta không thể nào gạt bỏ hết trơn á, mà nó vẫn hiện hữu như vậy thôi. Mà nếu mà mình dùng cái tâm như vậy để rồi mình phán đoán những cái pháp mà cao, những cái pháp mà vô phân biệt này nọ đó, thì chúng ta chỉ rơi vào những cái cạm bẫy của tri thức, và cuối cùng thì tự mình khổ đau. Dạ, yeah. Yeah, rồi. Dạ, yeah, anh Toshito bật microphone, nó không biết có. Dạ, dạ thưa thầy, con xin phép hỏi thầy ba điều, nhưng mà một cái điều đó là con hỏi là vì con không biết, chứ không phải là một cái lời phê bình hay là chỉ trích. Là trong con nghĩ đó là trong vấn đề lục hòa tăng đó là ăn đồng chia đủ, tức là đem về rồi chia hết. Con không biết có hay không, thật ra con hỏi vì con không biết chứ không có phải là một cái commentary. Xin thầy cho nói cái điều đó trước. Dạ vâng. À, thì dĩ nhiên lục hòa thì cái hòa cuối cùng là lợi hòa đồng quân, thấy không? À, lợi hòa đồng quân tức là có lợi thì cùng chia, có lợi cùng chia. Dạ. Thì ở đây là mình nói sao? À, trong cái trước tiên mình nói từ cái thời Thế Tôn trước đi, cái thời Thế Tôn trước cho nó dễ, vì thời Thế Tôn đó là cái thời mà Chư Tăng sống vô sản và cộng sản, vừa vô sản mà vừa cộng sản luôn, cộng sản đúng nghĩa đó, chứ không phải như cộng sản thời bây giờ, cộng sản đúng nghĩa, tức là một thầy tỳ kheo chỉ có ba y và một bình bát, cộng thêm một cái tọa cụ, một miếng tọa cụ nữa thôi, à, đó là tài sản của một vị tăng, à, cho nên lúc bây giờ á, thì vấn đề mà gọi là chia, là chia cái gì? À, đúng nghĩa như anh hồi nãy vừa nói đó, ăn đồng chia đủ đó. Tức là đi khất thực về chia cái đồ khất thực ra. À, đi khất thực về rồi mới chia cái đồ khất thực ra cho những cái vị mà bệnh ở nhà hay là nọ vân vân. À, thậm chí là chia cho những vị mà nhận được ít. Cái điều này thì bây giờ bên Thái Lan á, vẫn còn đang thực hành. Hoặc là những cái nước mà người ta đi khất thực, người ta vẫn thực hiện. Tức là, thí dụ ở trong một cái ngôi chùa đó có 30 vị tăng, thì có thể là chỉ có 10 vị đi khất thực thôi. 10 vị đi khất thực về mới đem tất cả những đồ khất thực đó đổ chung ra một cái bàn, trên một cái bàn, rồi sắp xếp lại. Rồi cái đến cái giờ thọ thực đó, thì mới mọi người mới lấy từ trong cái vật thực đó, lấy riêng ra vào cái bình bát của mình để mà chia đều ra để mà ăn. Thì cái đó là cái vấn đề lợi hòa đồng quân ở trong nhà Phật là trong cái ý nghĩa này. Rồi thời đại bây giờ là cái thời đại mà nó phải nói là nó rất ư là khác biệt rồi. Nó không có giống như ngày xưa nữa. Nó đủ thứ chuyện ở trên đó. Phải nói là Chư Tăng bây giờ cũng sa đọa nữa. Chư Tăng bây giờ cũng sa đọa, cũng sở hữu, cũng đủ thứ chuyện hết, không có còn ba y một bát như ngày xưa nữa, mà bây giờ là ba y một bát, ba y một bát, thấy không? iPhone, iBook, y gì nữa, iWatch, rồi một cái iPad nữa, thành ra ba y một bát. Thành ra là nó khác, mà thời đại mình phải thấy rõ thật sự đây là một cái sự sa đọa. Vì mình không thấy đó là sa đọa đó, thì mình sẽ vướng mắc vào nó. Mình không thấy nó như là một cái phương tiện để mà mình hoạt động trong cái thời đại này thôi. Rồi mình sẽ bị vướng mắc đó, mình sẽ đắm chìm ở trong đó và bị nó nhấn chìm ở trong
ở trong cái thế giới vật chất này. Yeah. Nhưng mà khi chúng ta nhận rõ, ô, đây là một cái điều mà Thế Tôn dạy chúng ta không không nên có, vân vân. Nhưng mà trong cái xã hội này không thể không có, bởi vì nó cần thiết. Giống như bây giờ thầy cũng có cái laptop này thì không có thể qua cái mạng internet để mà nói chuyện với quý vị, để mà trao đổi Phật pháp vân vân và vân vân. Dĩ nhiên thì mình đừng có mỗi mỗi năm đổi một cái chẳng hạn, thì nó quá đáng, phải không? Yeah. Mình cũng phải xài 5 năm, 7 năm. Ở đây, ở tu viện, thầy có một cái biệt biệt hiệu. À, không phải biệt hiệu. Biệt hiệu thì cũng không có đúng. Nhưng mà quý thầy, quý cô ở tu viện đều nói, cái đồ nào mà sư phụ xả ra đó, là cái đồ đó chỉ có quăng vô thùng rác thôi. Thùng rác. Chứ không ai mà thèm lấy hết trơn đó. Yeah. Vì sao? Có thể nó còn hoạt động. Nó có thể nó còn hoạt động. Nhưng nó out of date rồi. Yeah. Nó 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi. Thường thường là quần áo mà bản thân chúng tôi mặc á, là thường là bị mấy vị phê bình dữ lắm á, mới đổi. Vì mình đồ thời đại bây giờ họ giặt, xin lỗi, họ dệt quá tốt đi. Nên mình mặc hoài nó không có rách. Nó mặc dầu nó không rách, như càng ngày nó càng mỏng đi. Nó càng ngày nó mỏng đi, mình đâu có biết đâu. Mình mặc mình đâu có để ý. Nhưng mà mấy vị khác thì sẽ để ý và nói, ôi trời ơi thầy ơi, thầy mặc cái gì mà khi mà nắng nó rọi vô là thấy hết á. Thì lúc bây giờ mình phải thay đổi cái đó thôi, chứ mình không có dám mặc nữa. Nhưng mà dầu vậy thì nó cũng trải qua một cái thời gian dài. Nói chung là khi chúng ta ý thức được những cái phương tiện mà chúng ta đang sử dụng không phải là cái mà để chúng ta vướng mắc, thì lúc bây giờ mặc dầu chúng ta vẫn đang sa đọa đó, nhưng mà không có đến nỗi mà lúng quá sâu ở trong cái vũng bùn này. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn thầy cho biết. Bởi vì con thầy cũng biết con xuất thân từ Phật giáo Nguyên Thủy, thành ra con có nghe nói tới chuyện đó. Dạ, bây giờ tới câu thứ hai. Ở hơi dính líu với Wissenschaft một chút, khoa học chút. Là như thế này, con biết loài thảo mộc, ví dụ, nó có cái sự suy nghĩ nào đó. Thí dụ như cây mắc cỡ, mình đụng tới nó là nó xếp lại cái đó là một cái strategy, một cái chiến lược của nó, để tránh cho những cái con mà hay ăn cỏ này nọ đó, ăn nó, bởi vì nó xếp lại, nó đưa cái lưng của nó ra rất là xấu xí, đó. Cái đó là một cái strategy đó, thành ra cái loại mắc cỡ thí dụ, mặc dầu là mỗi lần nó xếp như vậy đó là nó vận dụng nhiều cái chất soi và axit trong người nó, và nó làm cho cái cây nó bị stress dữ lắm, cũng tốn sức nó lắm, nhưng mà nó phải làm vậy để nó sống sót. Như vậy là nó có sự suy nghĩ đó. Thứ hai nữa, những cái cây là loại cây mà ăn con dế hay là ăn con ruồi hay ăn những con gì đó, những cây ăn thịt đây đi, nó dụ những cái con côn trùng đó bằng cách nó tiết ra từ những cái chất roi, chất axit của nó, một cái ngựa hương thơm rất là hay để dụ những cái con nó tới gần là nó chụp nó ăn. Tức là cái con đó mình nói là nó vô tình, nó không phải là hữu tình, nhưng mà nó có những cái strategy nó như vậy. Rồi bây giờ một cái hoa mình cắt về mình đi cúng Phật, cái đó là cái niệm tốt của mình, nhưng mà cái cây đó nó đâu có muốn chết, nó cũng muốn sống vậy đó. Rồi con người đi vào rừng hay là đi từ Âu Châu đi qua Nam Mỹ, qua Á Châu, Đông Nam Á, đem những cái cây về, con có thấy, vì gì con cũng có học về cái đó, đem vô phòng thí nghiệm, manipulation nó, vận dụng nó để chích cho nó hay là làm những chế cho nó những cái chất gì để mà nó ăn passion, nó thích ứng với cái môi trường của xứ lạnh, xứ tuyết đó, hay là nó trổ hoa thay vì trắng nó ra đỏ hay là gì đó để mà cấu kết nó thêm. Nhưng mà mình đâu có xin phép nó, chứ nếu mà mình xin phép không chừng nó lắc đầu, nó đâu có muốn rời cái hai mắt của nó, cái xứ của nó đó. Rồi bây giờ mình
mình tự động mình lấy mà nó, mình đem nó đi qua một cái xứ lạ đó, mình không có xin phép mà. Đó là một trong những thí dụ như vậy. Đó là câu thứ hai. Vâng, thật sự thì khi mà nói về vision shop thì thầy cũng lấy vision shop ra để thầy trả lời. Khi nói đến hữu tình hay nói đến vô tình á, thì trong khoa học á, người ta phân biệt ở cái chỗ nào? Người ta phân biệt ở cái hệ thống thần kinh. Loài hữu tình nó có một cái hệ thống thần kinh rõ ràng, tức là có một cái não bộ. Đồng ý. Có thể có cái não bộ rất rất nhỏ, giả sử như con tôm, con tép đi, cái não của nó rất là nhỏ. Nhưng mà nó vẫn có não và nó vẫn có thần kinh, nó vẫn có dây thần kinh, nó vẫn có những cái thần kinh nhỏ. Trong khi thực vật là không có thần kinh, không có dây thần kinh, không có não bộ. Và khoa học thì nó cũng nói rằng là thật sự không phải là những cái cây nó biết suy nghĩ, mà nó phản ứng tự nhiên theo môi trường. Phản ứng tự nhiên theo môi trường tức là bản năng. Nó theo phản ứng theo bản năng. Giống như là giả sử như cái xứ lạnh đi. Mình nói xứ lạnh nè. Những cái lá to, to thì tới mùa đông thì nó phải rụng xuống, nó rụng xuống để nó bảo vệ cái nước, nó không bị mất nước, nó không có bị đông lại. Và dần dần thì để nó thích nghi thì sao? Từ cái lá to nó teo dần cái nó thành ra là cái kim, gọi là lá kim, giống như là tùng, bách, vân vân. Thì đó cũng là một cái hình thức adaptation của một cái cây, một cái hình thức thích nghi của một cái cây. Nhưng mà tất cả những cái này nó là một cái sự tiến hóa trong cái quy trình tự nhiên như vậy. Chứ cái cây nó không có suy nghĩ, nó không có tự suy nghĩ, nó nói tôi phải như vậy để tôi thích nghi. Nó không, hoàn toàn không có suy nghĩ cái điều này. Thậm chí là chúng ta thấy, đừng có nói chỉ tới một cái cây, mà nói tới những con thú đi. Những con thú nó khác với con người mình ở cái chỗ nào? Mặc dầu con thú vẫn được liệt kê vào hữu tình chúng sanh. Hữu tình ở đây thì bây giờ phải nói là theo Phật, hữu tình là gì? Nó có tình cảm, tức là có thọ. Có thọ cho nên nó không có suy nghĩ, nhưng mà nó vẫn có vui có buồn. Nó vui có buồn vì nó thọ khi mà nó tiếp cận với chúng sanh, hay là tiếp cận với những chúng sanh khác, và nó có thọ vui, thọ buồn, thì nó trở thành những cái hữu tình, những cái chúng sanh mà nó có cái tình cảm ở trong đó, nên gọi, tạm gọi là hữu tình. Dĩ nhiên là khi mà nói tới hữu tình thì nó còn nhiều yếu tố lắm, nhưng mà đây là thầy chỉ lấy ra một cái để mà phân biệt ở trong cái vấn đề liên quan tới khoa học thôi. Thành ra đó là lý do tại sao mà theo đạo Phật của mình, có thể ăn cây cỏ này nọ vân vân. Nhưng mà đó là đối với cư sĩ thôi. Chứ đối với tu sĩ á, đối với tu sĩ thì Đức Phật cũng dạy là các thầy tỳ kheo không có thể đoạn mạng cây cỏ. Có nghĩa là mình có thể cắt một chút ở trên vậy thôi. Nhưng mà thậm chí là cắt một chút nó cũng là đã là, nếu mà nói gọi là nói gọi là sao, strictly đó, strictly. Là cũng không nên nữa. Huống chi là nhổ hẳn cây cỏ lên. Cắt một nhánh nó ra ba nhánh thôi. Thành ra đó là cái mà các thầy tỳ kheo, còn cư sĩ thì Đức Phật không có bắt buộc vô những cái điều này, chỉ là sát sanh thôi. Mà còn slim hơn nữa là cư sĩ đem những cái cây đó, những cái hạt giống đó, những cái trọng đó về nấu ra thành xì ke, thành nhà phiến, thành đủ thứ đựng loại để mà... thì cái đó là nhân quả mình chịu. Cảm ơn thầy. Rồi còn cái câu thứ ba nữa, câu thứ ba là cái nói về vấn đề nghiệp. Hôm nọ con có kể cho thầy nghe cái việc mà tại sao xứ Mỹ mà nói tiếng Anh không nói tiếng Đức, mặc dầu là sau cái cuộc chiến tranh Nam Bắc, phân tranh của nước Mỹ, rồi họ tụ lại, mình bầu cử Abstimmen. Bây giờ mình nói tiếng gì? Một thứ tiếng thôi. Thì rốt cuộc tiếng Đức nó thua tiếng Anh, chỉ có một phiếu, vỏn vẹn một cái phiếu thôi.
là cái đó là do mấy ông sinh sáng ở đi làm đường rầy xe lửa cho xứ Mỹ, mấy ông ở dân Hồng Kông chẳng hạn, thành ra nói tiếng Anh, thành ra bỏ phiếu rốt cuộc tiếng Anh rơi hơn một phiếu. Nhưng mà cái đó là cái xui cho tiếng Đức, nhưng mà cái mai cho nhân loại, cái mai cho một cái catastrophe rất là lớn. Mình đặt thử trường hợp năm 1939 đó là thống kê cho biết nước Mỹ lúc đó có 72 triệu dân, trong hiện tại thì có 250 triệu, nhưng mà lúc mà đó thì là 72 triệu dân. Nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà 72 triệu dân Mỹ mà nói tiếng Đức hết á, thì câu hỏi đặt ra là trong thời chiến tranh đệ nhị thế chiến, nước Mỹ sẽ đứng về phe nào, về phe đồng minh hay là phe Đức, hay là về phe Hitler? Cái đó là một cái hiểm họa mà tránh được. Nếu mà nước Đức mà thắng là có lẽ ngày nay cả toàn thế giới là toàn thành quốc xã, không có chiến tranh nữa, chỉ trừ khi nào mà có Star War. Cái đó là cái nghiệp, tránh được một cái nghiệp rất là lớn, cho hiểm họa cho cả toàn thế giới. Dạ, thật sự thì cái điều này mình cũng rất là khó quyết định hay là khó khẳng định là phước hay là họa. Cho nên Đức Phật cũng nói đó, trong phước sẽ có họa mà trong họa sẽ có phước. Không có một cái nào mà nó tuyệt đối hết trơn đó. Đôi khi ở trong một cái giai đoạn này thì nó là phước, nhưng mà trải qua một chút nữa thì nó là họa. Thành ra nghiệp cũng vậy thôi. Nó là một cái gì thay đổi liên tục mà. Đức Phật nói rồi, tất cả các pháp hữu vi đều thay đổi. Đều thay đổi. Thì nghiệp nó cũng là một cái pháp hữu vi, cho nên nó cũng thay đổi. Mà cũng may là nó thay đổi, chứ nó không thay đổi là mình chết luôn á. Mình sẽ thành phàm phu hoài, mình không có thành Phật được, phải không? Cho nên nó thay đổi, nó được chuyển hóa, nó được thay đổi. Dạ vâng. Thôi thì tối nay chúng ta nghe tới đây, chúng ta hồi hướng để nghỉ ha. Để nghỉ thôi, sẵn anh Tushito đang mở phone thì nhờ anh thôi đại diện cho gắng. Chúng hướng dẫn hồi hướng nha. Dạ, còn cố gắng. Thầy lẻ đi chứ. Dạ. Thầy liền. Chị đừng hối anh rung. Dạ, thôi bây giờ con có 5 điểm. Cầu mong những công đức mà tôi đã tích lũy được qua việc cầu nguyện, thực hành Phật Pháp sẽ có tác dụng mang đến các sinh linh đang gặp đau khổ, dứt mọi bệnh tật về thể chất cũng như tinh thần, tách rời được mọi khổ đau cũng như những nguyên nhân của sự khổ đau. Họ ý thức được đau khổ của luân hồi. Mong từ giờ phút này trở đi, họ sẽ được sống trong đại dương của sự an lành, không dính mắc, không gặp oan trái hay kẻ thù, không gặp trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Cầu mong họ vượt ra mọi ràng buộc và mọi sự xúc động, dù thiện hay ác, cũng như những giọt mưa không còn bám dính vào đóa sen. Điểm thứ hai, cầu mong những công đức mà tôi đã tích lũy được thông qua việc thực hành Phật Pháp sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng nào đó cho những chúng sanh đang gặp đau khổ. Điều này sẽ giúp họ nhận thức rõ rệt rằng tất cả phẩm giá của con người chúng ta đều chứa đựng những đức tính cao đẹp. Cái nhìn sâu sắc mới này có thể dắt dẫn họ bắt tay vào việc ứng biến để hồi sinh và chuyển đổi cuộc sống. Kết quả cuối cùng là họ tự tạo cho chính họ một cuộc sống có ý nghĩa và thoải mái hơn, với tư cách là nối bước tiếp theo người đi trước hành Bồ Tát Đạo trong hiện tại và tương lai. Do đó, họ có những suy nghĩ yêu thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, ngay cả còn được sống hạnh phúc trong nhà giáo pháp của Như Lai. Thứ ba, cầu mong cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh không bao giờ suy
tàn, mặc dù vẫn còn trôi nổi trong cõi luân hồi, để cực nhọc trả món nợ truyền kiếp, và cầu mong cho các chúng sanh này sẽ đạt được phúc lợi, phúc lạc không gián đoạn của chư Bồ Tát. Thứ tư, cầu mong cho tất cả các sinh linh trong các tầng địa ngục khác nhau, sau khi đã lấy lại được cơ thể, không ngừng tinh tấn tu học, ngõ hầu cuối cùng được tận hưởng niềm hạnh phúc của Sukhavati, của cực lạc. Thứ năm, cầu mong tất cả chúng sinh bắt đầu việc thực hành này và cuối cùng đạt được kết quả mong muốn. Cầu mong họ được sống hạnh phúc trong nhà giáo pháp của Như Lai. Xin cảm ơn. À, chúng ta cũng tụng bốn câu kệ để chấm dứt thời khóa ngày hôm nay. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ, nguyện bao tội chương thầy tiêu trừ, kim kim tường tu Bồ Tát đạo. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon. Thế thầy.